Thưa quý vị, vào đầu giờ sáng nay, ngày 2 tháng 8, trên các điểm cầu liên thông giữa hai quận là Sơn Trà và Hạ Châu đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch hai quận đã điều thêm lực lượng đến để hỗ trợ các chốt. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo xử lý ùn tắc giao thông cục bộ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngày đầu tuần sáng nay, lượng người và phương tiện lưu thông qua cầu Rồng và cầu sông Hàn rất đông. Hầu hết là công nhân, công chức, viên chức đi làm. Tất cả đều có giấy tờ hợp lệ khi lưu thông trên đường, nhưng do không chuẩn bị trước giấy thông hành khi đi qua điểm, chốt kiểm soát dịch bệnh, nên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ khi tổ công tác dừng phương tiện để kiểm tra. Theo phản ánh của lực lượng kiểm tra tại hiện trường, vì ngày đầu tiên đi làm rơi vào ngày thực hiện theo chỉ thị số 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nên quá nhiều người ra đường mang theo nhiều loại giấy tờ. Trong đó, có một số giấy tờ không hợp lệ nên tổ kiểm tra khuyến cáo, nhắc nhở. Qua quá trình triển khai kiểm tra thì nhận thấy là một số doanh nghiệp là không có chức năng nhưng mà vẫn cấp giấy thông hành cho nhân viên của mình đi lại. Mặt khác là cái giờ hôm nay là thứ hai, cái giờ đi làm đầu tuần. Một số nên cái giờ cao điểm thì nó xảy ra ùn tắc. Trước thực trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các điểm chốt nối liền quận Sơn Trà, Hải Châu, sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường tại điểm cầu Rồng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm có hướng xử lý để nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai có hiệu quả, đảm bảo việc đi lại của người dân vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thứ nhất là cái chốt này thì không phù hợp mà lên bố trí ở phía đầu đằng kia. Và cái chốt này thì có thể đẩy lùi vô xuống dưới cái đoạn dưới một chút. Cái thứ hai nữa là trên một số các cái tuyến đường là mình không có cái kiểm soát cái chiều vào và cái cách bố trí của các cái chốt liên kết giữa quận này với quận kia là nó chưa được phù hợp. Cái điểm thứ ba nữa là tôi thấy hiện nay nổi lên là chính là cái việc xác định cái tính xác thực của cái giấy đi đường. Anh em lực lượng kiểm tra đấy, khi cần kiểm tra là mình kiểm tra ngay được là cái người đấy có phải được cấp giấy thật không, giấy đấy có được cấp đúng hay không, nó tránh cái tình trạng là cấp cái giấy khống. Thì tôi đề nghị là phải làm quyết liệt cái việc này ở ngay giai đoạn đầu để chấn chỉnh ngay từ cái công tác cấp giấy.